Sắp xếp các bữa lễ trong đời. Và các chấp hiệu chúng ta kiểm tra lại bộ chống khẩu, chiêng chống khẩu của Hương Án Long Đình. Kéo được gì ra? Được. Bởi vì ai cũng chỉ khinh được quay bên ngoài. Lúc này là những quả lễ, những vật lễ và hai chú các cụ người cao tuổi của cụm dân cư 61 xuống làm lễ. Thưa quý vị, thưa toàn thể đông hội, nhất niên nhất đại hội làng Thổ Hà hàng năm được diễn ra, năm nay cũng nằm trong cái điều kiện đó, trong tiết trời xuân thật ấm áp. Toàn thể đông hội lời chào chúc sức khỏe, chúc quý vị một năm Thank you.
Alo.